chụp hình. Đây là cái phong chụp hình trong buổi chiều hôm nay cho Tết. Year is 2023. Please, anyone who wants to get this program to God. Xin mời quý anh chị chúng ta cùng đứng lên để dâng cho Chúa cái chương trình này thế nào. Chúc mừng năm mới. Amen. Happy New Year to everyone. Và là Chúa đã giống chúng con rất là vui cùng với chương trình chiến cùng những người thân của chúng con đến đây để chúng con niềm vui xuân của chúng con để chúng con tạ ơn Chúa rất là nhiều. Dear Heavenly Father, thank you so much for this opportunity. Today is our new year, our birthday. I just want to thank you so much for what you have told the year. At this moment, we want to dedicate this time to you. Your name and your honor. And in Jesus we pray. In the name of Jesus Christ. Amen. Welcome! Thank you.
applause today. This year we actually have a lot of sponsors, so we are really grateful for everyone to come in, not just to enjoy with us, but also participate and donate Visa and everything. So we would like to thank you very much. Of course, one we would like to thank you is from Bellamy Nail, who sponsored for us. We have Boutique Nail. Golden Scissor Salon. We have Golden Scissor Hair Salon. Anh em chị thấy và những con cái chúa người ta là con trâu và những con cái chúa khác. Một đơn vị nữa là Passion Nail. Xin cảm ơn. We also have Hair and Nail Express sponsor of us also. We also have our pastor, Sikudu, and all the members in the church donate also. So we would like to thank you everyone for the participation and donate for today. Ông nội đi chợ hoa, thấy trên những nhánh hoa rất là đẹp, có 100 con bướm bướm. Hỏi bằng cách nào chúng ta có thể tớm bắt được 100 con bướm bướm bằng cách nhanh nhất? Bye.
tiếp tục chương trình là bài hát điệp khúc mùa xuân cho bác em bé Hồng Đức. Thank you.
vì lòng ghé hát câu tình yêu hơi nhiều sâu. Mỗi khi xuân về là hoa mai em nắng chiều rơi đầy dù bạn được đón ước đến bên em ngồi vì lòng ghé hát câu tình yêu hơi nhiều sâu. Alyssa Gage. Alyssa Gage, congratulations! Happy New Year! Look, I would have some hair or something.
Trời xuân mới càng thương thiêng, không còn lo
xin tờ mời tất cả mọi người hãy welcome tất đông đầy của những em trai. Xin người trong trường phá tay. Và sau đây xin mời anh Daniel thay mặt hội thánh lên lì xì cho tất cả các em nhỏ trong ngày hôm nay. Xin mời anh. Xin mời các em nhỏ lên đây.